mà mình muốn cung cấp một cái nhìn tổng quan, tại vì hôm gian qua đến giờ mình vẫn cứ nghĩ là mọi người đang còn rất là rối, mình chưa có hình dung rõ cái nhìn toàn cảnh, mặc dù là mình rất là cố gắng để mình đưa cho mọi người, nhưng mà có thể mọi người chưa hình dung được. Bây giờ mình sẽ cố gắng giải thích kỹ lại một lần nữa ha. Cái hệ thống e-learning của mình đang nói là đơn giản nha, thì nó gồm có bốn cái thành phần. Một cái hệ thống giáo dục nó gồm gồm bốn thành phần. Cái thành phần đầu tiên á là cái nội dung, ở đây mình nói những cái bài giảng. Thì nhờ nội dung những cái bài giảng này nó sẽ bao gồm những cái đối tượng mà hôm qua giờ mình đang thực hành á, gồm có flash nè, những cái nội dung về chữ, rồi hình ảnh, âm thanh đây có thể là nhạc hoặc là thu âm, và video cũng vậy, cũng có thể là video do mình thu hoặc là do mình chèn vào. Thì những cái phần này á, là mình đang xây dựng cái nội dung cho những cái bài giảng theo chuẩn e-learning. Tại vì nếu một bài giảng bình thường thì nó cũng không cần thiết những cái dạng này à. Còn một cái nữa là cái câu hỏi tương tác nha, cái này quan trọng á. Câu hỏi tương tác nè, mà chút nữa mình sẽ làm. Đó, đây là những cái thành phần để tạo ra những cái bài giảng. Thì về phía giáo viên là mình sẽ chuẩn bị cái này và để mà đưa lên thành dạng e-learning á, thì nó cần có những cái hệ thống quản lý nội dung hoặc là quản lý người dùng, quản lý học tập. Thì những hệ thống đó nó có hai dạng là LMS với là LCMS, mình tạm gọi chung là những cái hệ thống quản lý. Những hệ thống quản lý này nó sẽ giúp mình quản lý cái gì? Thứ nhất là quản lý những cái bài giảng của mình á. Khi mình đăng lên những cái hệ thống này, nó sẽ giúp mình quản lý, lưu trữ, sắp xếp, tổ chức. Thứ hai là nó giúp mình quản lý người dùng. Ví dụ như là mình có cho phép là người ta vào cái khóa của mình hay không, mình tổ chức thành nhiều cái lớp khác nhau như thế nào, đó vân vân. Thì đó là người dùng. Và quản lý điểm số, thì những người dùng đó khi mà họ tham gia vào cái khóa e-learning của mình đó, thì họ có làm những cái phần kiểm tra nào, điểm số mình làm bài tập, họ làm bài tập, mình chấm điểm ra làm sao, nó sẽ giúp mình quản lý điểm số luôn. Và có những cái phần bài kiểm tra khi mình đã đưa thành cái dạng e-learning lên đây, thì cái hệ thống này nó sẽ giúp mình quản lý cái này. Và người ta có thể vào làm bất kỳ lúc nào, lúc đó không cần có mình, nhưng mà khi người ta vào làm cái bài kiểm tra này thì nó sẽ lưu điểm lại. Và còn một cái nữa là những hệ thống e-learning nó phải đảm bảo được cái sự tương tác, nghĩa là nó phải có cái sự trao đổi, phải có những cái diễn đàn hoặc nó có thể có chức năng để mà trao đổi giữa người học, người giáo viên với người học và những học viên với nhau. Đó là cái vai trò của cái hệ thống quản lý về e-learning. Thì nó có rất là nhiều cái, bây giờ mình sẽ chưa nói kỹ hơn ha. Rồi về phía người học, thì người học này được sự chủ động về thời gian, về không gian, nghĩa là họ muốn học lúc nào cũng được, họ muốn học ở đâu cũng được, tùy theo cái sắp xếp thời gian của họ. Và khi muốn học những cái lớp e-learning như vậy thì họ cần có những cái thiết bị và có kết nối internet. Tại vì e-learning hồi nãy hôm bữa mình đã nói rồi, từ 30% trở lên nội dung tới 100% là nó nằm trên internet hết. Cho nên là nó lúc này cái offline nó sẽ không còn nhiều nữa. Thì những cái thiết bị này nó cần, nói chung là cũng không cần phải đòi hỏi cấu hình gì quá cao siêu, nó chỉ cần có những cái thiết bị có trình duyệt web. Tại vì cái này nó sẽ chạy trên nền web, cho nên là nó cần có trình duyệt web. Ví dụ như là Internet Explorer, một số hệ vô thì có dùng thêm cái Google Chrome hoặc là Cốc hoặc là Firefox. Đây là những cái trình duyệt cái web để nó có thể hiển thị những cái nội dung này cho người dùng. Và có một số thứ, ví dụ như là cái Flash vân vân, thì nó bắt buộc phải hiện trên trình duyệt web. Cái này thì nó khác một cái là M-Learning là khác nha. Thì cái M-Learning này là Mobile Learning, thì những cái Flash đó nó sẽ không có chạy được trên Mobile Learning. Và trên Mobile Learning thì dùng chủ yếu nó sẽ dùng dạng video đó. Còn trên e-learning thì nó dùng dạng web đó. Thì đây là các cái thành phần mình đang tạm mô tả một cách đơn giản nhất để mọi người hình dung. Thì chúng ta đang tập trung ở cái chỗ này để mình tạo ra một cái bài giảng. Chiều ngày hôm nay thì mọi người sẽ trải nghiệm cái phần là mình tham gia vào một cái hệ thống như thế nào trong cái vai trò là người học mọi người sẽ lên đây để làm bài kiểm tra, lên đây để nộp bài. Thì chiều nay mọi người sẽ làm cái phần này, cho nên lúc cái phần giờ nghỉ trưa mình sẽ thông báo cho mọi người cái phần mà tạo tài khoản. Tại hiện đã có cái hệ thống sẵn rồi, bây giờ mọi người chỉ cần tạo tài khoản để mình tham gia thử ở cái vai trò người học. Còn những cái bài giảng này khi mình tạo ra thì nó sẽ dùng cho những cái mục đích là để hỗ trợ cho cái việc học online. Nhưng nếu mà mình không có hệ thống này thì sao? Mình sẽ có hai cách, thực ra là ba cách. Cách thứ nhất là mình gửi những cái bài giảng này trực tiếp cho người học thông qua USB hoặc là thông qua mail hay là thông qua CD gì đó. Lúc đó nó không cần cái hệ thống này. Người ta vẫn coi được cái bài giảng đó, người ta vẫn tương tác được với cái bài giảng đó. Chỉ có điều là mình không có quản lý cái chuyện học của người ta được.
mình không có biết khi nào người ta làm bài kiểm tra, khi nào người ta trả lời đúng, trả lời sai. Cái dạng thứ hai là mình không cần phải đi xây dựng một cái hệ thống mới hoàn toàn, mà trên mạng hiện nay nó có rất là nhiều những cái hệ thống đã có sẵn và nó cho mình dùng. Trong vai trò là giáo viên thì mình được đăng ký một cái tài khoản giáo viên và mình được tổ chức lớp học, thêm học sinh vào vân vân, mình quản lý những cái bài giảng của mình, quản lý điểm số mình trên đây luôn. Nó có những dạng miễn phí, có những dạng trả phí. Rồi cái dạng thứ ba nữa thì là chúng ta sẽ tự xây dựng một cái hệ thống của mình. Ví dụ như là Moodle cho cái trường, nguyên cái trường của mình, nó có cái hệ thống riêng của mình, thì mình là quản trị cái hệ thống này luôn, vân vân. Thì cái khóa e-learning hôm qua và hôm nay của mình nó chỉ dừng lại ở mức là giúp mọi người hình dung cái phần này và làm được cái sản phẩm này thôi. Còn có một cái khóa nâng cao hơn thì để giúp mình là khai thác những cái hệ thống này, quản trị hệ thống này, quản trị nội dung, quản trị người dùng ở trên đây. Và một khóa nâng cao hơn nữa dành cho đối tượng là IT ấy, là xây dựng luôn cái hệ thống Moodle cho hệ thống của trường, ví dụ vậy. Đó, mọi người hình dung là mình đang ở mức này thôi ha. Rồi có ai thắc mắc gì không ạ? Rồi cảm ơn.